Phút 88, khi tỷ số đang là 1-1, Manchester United tổ chức phản công. Alejandro Garnacho thoát xuống, đón đường chuyền của Casemiro rồi sút sệt về góc gần, đánh bại thủ thành Aaron Ramsdale. Trong khi các cầu thủ khách đang ăn mừng, va vào cuộc, kẻ vạch và nhanh chóng xác định Garnacho việt vị do đứng dưới trung vệ cuối cùng của Arsenal là Gabriel. Trọng tài chính Anthony Taylor vì thế không công nhận pha làm bàn của Manchester United. Tình huống vô cùng xít sao, đi nhận xét trên Daily Mail, Anh. Tôi hiểu vì sao trọng tài biên không căng cờ. Khi nhìn thoáng qua, tôi đã nghi ngờ có lỗi việt vị. Công nghệ thì không sai được. Vạch kẻ đã chứng minh Garnacho việt vị. Trước đó, pha đã tác động khiến Arsenal bị rút phạt đền. Phút 60, Kai Havertz xâm nhập vòng cấm Manchester United và ngã ra sau tác động từ Aaron Wan-Bissaka. Ban đầu, trọng tài chính Anthony Taylor chỉ tay vào chấm 11m, nhưng thay đổi quyết định sau khi xem lại video. Tôi có thể hiểu làm cách nào trọng tài Taylor đưa ra quyết định đúng đắn đó, đi nhận xét. Nhìn từ phía khán đài, tình huống đó có vẻ rõ ràng là một quả phạt đền. Nhưng ở một góc khác, có thể thấy hậu vệ Manchester United không phạm lỗi. Chuyển động chân của Havertz đã khiến va chạm xảy ra với Wan-Bissaka. Tôi có thể hiểu tại sao Anthony thổi phạt đền, nhưng hậu vệ không mắc lỗi trong pha bóng này và đã làm tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Manchester United Gary Neville lại bất ngờ khi trọng tài không cho Arsenal hưởng phạt đền ở tình huống kể trên. Ông nói, Havertz đã len được vào khoảng trống giữa Casemiro và Wan-Bissaka. Thực tế, chân trái của cậu ấy bị cản lại. Tôi không